Hello, lúa đã quay trở lại rồi đây hôm nay hai lúa sẽ giới thiệu cho các bạn một series mới đó là chủ đề banking và fintech thì các bạn cũng đã biết tới hai lúa thông qua hai cái series bài viết về domain banking và digital banking trên fanpage thì hôm nay hai lúa sẽ phát triển những cái bài viết đó lên youtube để giúp cho các bạn có thể có những kiến thức về domain banking và fintech thì nội dung của series này bao gồm ba cái nội dung chính thứ nhất đó là những cái nghiệp vụ những cái sản phẩm trong cái môi trường ngân hàng cũng như là giới thiệu cho các bạn về môi trường ngân hàng nó như thế nào làm việc ra sao cũng như là những cái điểm cần lưu ý khi mà các bạn muốn làm việc trong môi trường ngân hàng thứ hai là fintech thì fintech là gì có những cái sản phẩm dịch vụ nào và cũng như là mối quan hệ giữa fintech với ngân hàng mối quan hệ giữa fintech với các công ty các tổ chức các doanh nghiệp nó sẽ như thế nào thứ ba digital transformation thì cái digital transformation này thì mình cũng sẽ nói về những cái chủ đề liên quan tới digital banking nói về chuyển đổi số của doanh nghiệp nói về những cái nguyên lý phát triển về sản phẩm số cũng như là những cái điểm cần lưu ý khi mà các bạn bắt tay vào các công việc về chuyển đổi số thì cái áp dụng chuyển đổi số này chúng các bạn có thể áp dụng ở rất là nhiều cái lĩnh vực khác nhau cũng cụ thể hóa hơn một số cái nội dung Nói về ngân hàng thì mình sẽ nói qua về các cái kích thước nghiệp vụ liên quan tới cơ chế hoạt động của ngân hàng nè, tài khoản nè, vụ về mặt tiền gửi, tín dụng, nghiệp vụ thẻ ngân hàng, qua về nghiệp vụ digital banking và cũng như là cái những cái nghiệp vụ liên quan tới vận hành bên trong ngân hàng. Về fintech thì mình sẽ nói về fintech là gì, hình thức fintech những cái xu hướng fintech hiện tại ở việt nam và trên thế giới các cái cách phối hợp giữa fintech với ngân hàng fintech với các cái tổ chức doanh nghiệp cái việc vận hành của fintech nó sẽ như thế nào tiếp theo là digital transformation thì mình sẽ nói về cái chiến lược phát triển chuyển đổi số cũng như là cụ thể hơn thì mình sẽ lấy những cái ví dụ liên quan tới digital banking liên quan tới chuyển đổi số trong tổ chức trong doanh nghiệp à, mình sẽ nói về cái chuyển đổi số đối với chuyển đổi số nó tác động đến tắc như thế nào cũng như là những cái bên liên quan trong cái quá trình chuyển đổi số cần phải lưu ý như thế nào cái chiến lược đi ra sao cái sự kết hợp giữa các bên liên quan giữa các cái chiến lược sản phẩm giữa các cái thành phần giữa các cái cấu phần cũng như là cái tiến độ phát triển về digital banking nó sẽ như thế nào thì đây là series về domain đầu tiên trên youtube của hai lúa hy vọng các bạn sẽ ủng hộ hai lúa và nhớ subscribe và bấm cái chuông để mà nhận thêm những video bổ ích nhất của hai lúa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều xin chào các bạn